thêm cho mọi người cái món kẹo kẹo hồ lô bên Đài Loan này nha mọi người. Đấy, kẹo hồ lô đấy. Kẹo hồ lô này. Giống như cà na mình đã có nên ok, đi tiếp mọi người. Đi tiếp vô khu mình trong này nè. Xem bán mấy cái đồ điện tử này. À, cũng nhiều lắm trong này. Là đồ ăn giặt nữa. Khu đồ chơi cho con nít. Đồ chơi cũng nhiều lắm mọi người. Pha cà phê. Hay nhỉ. Tôi chăm chạp quá. Tôi chăm chạp quá. Chăm chạp quá. Quá bỏ chứ nào chứ nào chứ nào chứ nào chứ nào. Pha cà phê. Nè bán khô bán đồ ăn đây. Tôi mới ăn no xong tí nó quay lại, là quay là mua một cái đồ hủ thối này. Hủ thối này cũng rất là ngon đó mọi người. Tí tôi quay là mua đồ hủ thối đây, nó hấp dẫn lắm. Mấy cái gậy này mà hơi mắc quá, không mua được. Thôi xin xin. Vậy chụp tự xuống mọi người nó hơi mất. Này đồ ăn giặt nữa cái khu này. Kẹo hồ lô đây, đi bán kẹo hồ lô tiếp. Đi qua cho mọi người cảnh phía dưới kia tiếp đi, tí rồi vô tiếp trong khu kia lại. Ok, đi tiếp đi vô phía trong mọi người. Dưới đó có đang người đang hát ca nhạc này. Sao? Lạnh quá bởi vì ít người đi ra ngoài khỏi rồi. Nhiệt độ này còn có 8 độ mà.
có cái hình dáng này. Mấy cái tường thịt cau này nha. Đường này mà xe không chạy vô đây được. Xe đậu quá trời mà đường này không có đường đi, mấy người mới đi ngoài. Ok, đi xuống đây cho mọi người xem cái công viên cái này một tí. Mát mẻ lắm mọi người. Ca sĩ đây, nhạc sĩ, ca sĩ. Quay cho mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
没有人接受所有的感动，不去面对。